Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Em đang ở khu công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, tại một cái khu quy hoạch là bàn cờ tại khu công nghiệp nha. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị một căn nhà xây dựng rất là kiên cố, nằm trong nội khu này. Hạ tầng đã hoàn thiện rồi. Đường nhựa trước đất rộng 6m nha. Lề đường hai bên là 2m nữa. Coi như là mình được cái con đường 10m đó. Từ vị trí này mình đi ra sân bay Liên Khương là 6,7km nha cô chú anh chị. Đường nhựa hết luôn. Hôm nay giới thiệu cô chú anh chị căn nhà có bề ngang là 5 dài 20, một phòng ngủ, đang kinh doanh quán cà phê ha. Nhà này nằm mặt tiền hướng nam luôn, đón gió cả ngày. Bây giờ em giới thiệu chi tiết mọi người nhé. Đây là khoảng sân rộng trước nhà. Khoảng sân này ngang 5, dài khoảng 7m nha. Mình có thể để vài cái bàn uống nước ở đây ha. Nước ở đây thì có hai nguồn nước. Nước ở đây là nước giếng nè, khoan 180m mới tới nước nha mọi người. Còn bên này là có nước máy sẵn luôn. Yên tâm về vấn đề nguồn nước nha. Nhà này mới xây chưa được 1 năm. Sắt 1.4 kính cường lực nha. Nền gạch. Phòng khách thì rộng khoảng tầm 30m2. Đôi vợ chồng trẻ nào về ở là hợp lý. Nhà chị xây cực kỳ kiên cố luôn. Mái là phòng tôn cách nhiệt nha. Bên này còn một cái gác để lên trên kia nếu mà có khách nghỉ lại nha mọi người. Trên nó ngủ vài người. Dạ. Dạ. Bây giờ không có, chưa có người thì để đồ. Đây phòng bếp, đây toilet nha. Này chị ốp đá hết lên rồi, lên tới 1.5m rồi. Cho nên anh chị nào mà có con nhỏ khỏi sợ nó vẽ vời bậy bạ ha. Nhà xây cực kỳ chắc chắn nha. Đây là những thước phim tư liệu mà chị chủ nhà đã quay lại lúc mà làm móng công trình nha mọi người. Dàn móng đổ trụ rất là chắc chắn nha. Nhà xây như thế này thì mình ở 20-30 năm vô tư, không lo bị nứt nha anh chị. Đây nếu mà nội thất anh chị lấy luôn á là giá 1.7 nha. 1.700.000, sổ thì sổ riêng, không vay ngân hàng, mua bán ra công chứng thôi. Đó thì nói 1.7 đó thì để lại đô. Nhưng mà ví dụ như làm các cái gì mà cái vật dụng gì mà mình ấy cần thiết thì mình mang được, tất cả đồ quán cà phê là thì sang hết. Dạ. Yeah. Đồ quán cà phê là sang hết. Giường, viết, tủ, viết, rồi sang. Nhưng mà ví dụ như các cái cá nhân, ví dụ như mình cần ví dụ như cái nồi, cái son thì mình nấu mình ăn đó, thì lấy đi thôi, quần áo mang đi thôi. Yeah. Còn đã để lại nội thất thì để lại hết. Yeah. Còn đâu là mình mang ví dụ như là ba cái dụng cụ để mình nấu ăn, nấu uống đó, thì có thể là bước đầu mình ra mình có cái đồ mình nấu ăn, đồ gia dụng của mình cả thì được. Còn các cái tất cả cái đồ quán cà phê này, tivi, tủ lạnh, rồi tất cả dàn karaoke, ghế bàn sang hết. Yeah. Giường. Chứ bây giờ cũng lẽ tha đi được thêm. Còn áo mấy đồ không? Ở đây cái lượng khách đông không chị? Khách thì cũng được. Tùy em bán, chị bán cũng được mà. Có ngày chị bán 1.7 triệu. Ngày 5-700. Nhưng mà chị không thuê nhà khỏe. Không thuê nhà mà muốn bán bao nhiêu bán. Ngày chỉ cần 2-3 bàn khách, người ta vừa ăn uống, người ta hát hò hay hát. Chị bán có bình dân 60 một tiếng như nhiêu đó. Dạ. Cái dịch vụ này hay á.
Ví dụ ông nào muốn nhậu đấy, tao muốn một thau dư cải đấy ở dưới tao cắt, mới cắt ông này ông đến ông nhưng bảo ông đi đám tân gia kia nó muốn 10 triệu một tháng. Em bảo 10 triệu ăn gì, bây giờ không bao giờ đi thuê, nhà của mình bán ít thì mình bán, không đừng đi thuê, thuê được chết. Bán được bao nhiêu bán. Nhà chị khỏe khỏe, chị ai muốn uống ăn tối tối làm thì nó hát hò vài tiếng có kiếm được vài trăm rồi, không cần gì. Cần gì thay vì bây giờ mình mở quán nhẹ nhàng, ví dụ có hai vợ chồng, ông chồng đi làm và vợ bán quán nhà cũng được, và không thích bán cà phê thì mở cái quán tạp hóa ở trước lại ok. Em biết hai đầu em làm mấy cái kệ á, để hai bên để mở rộng cửa bán tạp hóa đây hơi bị ngon á. Đây tại vì khu này nó đông, sau này nó sẽ đông dân ạ. Nhu cầu ở đây ở cao mà, ở khu công nghiệp. Bán tạp hóa ok, chị tính là mà chị làm mai mốt nó bán quán ăn thôi. Không bán thì nó bán quán ăn. Chị chả là vội gì mà có phải kẹt tiền gì đâu bán. Nhưng mà bán được thì chị cũng phải tính được việc khác. Chỗ nhà tao xây chắc lắm nhưng mà tưởng. Thay vì người ta xây trụ thì chị đổ cột hết. Mà dưới kia đổ cột dưới nhà thôi chứ không phải là ấy. Còn giờ nếu em muốn mà lên tầng nữa thì em đổ thêm trụ vô, cấy thêm trụ vô em lên được. Vô đây anh. Cắt vô. Ok chị. Thuê ra đó để cho nó thêm. Thêm vô, bán được khách quen. Dần dần. Cô chú anh chị có nhu cầu vui lòng liên hệ theo số điện thoại trong video nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.